Quý vị và các bạn thân mến, vào sáng ngày 27 tháng 3, Tổ chức Sứ mạng Xe lăn Nhân đạo Mỹ, Tổ chức Trả lại tuổi thơ và Tổ chức Nhân đạo cho trẻ em Việt Nam phối hợp với Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Thanh Hóa, Hội người khuyết tật và trẻ mồ côi huyện Thạch Thành đã tổ chức trao tặng 25 xe lăn cho người khuyết tật. Về dự lễ trao xe lăn có đồng chí Lê Hồng Lương, Ủy viên Trung ương Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam, Chủ tịch Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Thanh Hóa và các đồng chí trong đoàn. Về phía huyện Thạch Thành có đồng chí Vũ Ngọc Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, cùng đại diện các ban ngành cấp huyện, Chủ tịch Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi các xã thị trấn. Hiện nay, toàn huyện có 5.800 người khuyết tật, trong đó có 1.800 thương bệnh binh. Hàng năm, ngoài phát động xây dựng quỹ, hội còn phối hợp và xin các đơn vị quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ phương tiện đi lại cho người khuyết tật. Đến nay, đã có gần 300 người khuyết tật trên địa bàn huyện được trao tặng xe lăn. Trong đợt này, 25 người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện đã được trao tặng xe lăn phù hợp với tình trạng khuyết tật của bản thân, đồng thời được hướng dẫn cách sử dụng xe an toàn và tiện ích. Đây là số xe được Tổ chức Sứ mạng Xe lăn Nhân đạo, Tổ chức Trả lại tuổi thơ và Tổ chức Hỗ trợ Nhân đạo cho trẻ em Việt Nam hỗ trợ với tổng kinh phí gần 50 triệu đồng. Chương trình nhằm hỗ trợ người khuyết tật giảm bớt khó khăn về phương tiện đi lại, giúp cho việc sinh hoạt làm việc được thuận tiện hơn, đồng thời khích lệ tinh thần người khuyết tật có thêm nghị lực vượt qua mặc cảm bản thân, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, từng bước hòa nhập cộng đồng.